Nhiều nó cá bự. Bự liền anh chị. Nó nó. Cầm dễ. Vì xin chào tất cả mọi người nha. Rồi chào mọi người nha. Thì hôm nay tiếp tục ngày đi câu của hai anh em mình mọi người ơi. Nhưng đặc biệt là hôm nay không có đi câu rô nha. Mình với anh Sĩ hôm nay sẽ đi câu cá mài dảnh nha mọi người. Thì để câu cá mài dảnh nha mọi người. Mình lựa mấy cái cây xanh cây sọp này không? Mọi người thấy không, mấy cây xanh cây sọp đó. Đây, gần nhất nè mọi người. Lựa mấy cây mà có trái chín gì nè. Nó rụng xuống nha. Rụng xuống xong gì nè. Mình lại đây mình ngồi mình canh coi cái cây nào có cá lên ăn trái á là mình bỏ cho mình câu nha mọi người. Thì mồi của nó cũng là những cái trái xanh trái sọp ra câu này khỏi gần mồi luôn. Tại đây mình lụm á, lụm mấy trái này nè mọi người đó, mình câu nha. Để mình thử cho mọi người coi nè, nãy giờ cũng thử mấy trái rồi thấy cá nó cũng có lên nhưng mà kiểu như máy mới chạy ngang cũng hơi nhát á. Câu này thì đặc biệt nha mọi người, thì phải ngồi im nha, chứ không có ngồi mà nói chuyện nhiều quá cá cũng không dám lên nữa. Cần á thì đi cần carbon mọi người, câu này phải cần dài. Lưỡi thì mọi người câu lưỡi trúng rùa cũng được, lưỡi số 2 hoặc số 3 cũng được. Chung cá mà dảnh thì cái mỏ nó hơi mềm á mọi người, câu lưỡi nhỏ thì cho nó dạng tí xíu nha. Rồi bây giờ để mình câu đây luôn hay là đi các anh chị. Rồi để móc mồi vô thử test thử nha mọi người. Cái xanh mình móc cái gì nè mọi người đó, móc cái gì rồi cái bỏ ra mình câu thôi. Mình cũng dạng mới thôi nha. Đó giờ cũng chưa đi câu cái này. Đó giờ mình câu toàn là bằng ngồi gí á. Ngồi gí thì nó nhạy nha. Chưa câu thử trái xanh này. Nó. Lên. Cầm cái anh xí. Đừng miếng. Vừa mất giật. Mất giật hả? Đêm. Vừa mất giật. Ai biết đâu. Ơi, cô đầu tiên nha mọi người. Nó nhả. Nó nhả hả? Ơi, ai biết đâu. Đó, học em. Bỏ chút là mất liền luôn nha. Sát bên cục mồi luôn, sao nó ăn ta? Mới quẩn sát bên cục mồi luôn á. Cá nhỏ ha anh chứ. Nó cá bự ngoài kìa. Nhỏ nhấp không vậy sao giật anh Sĩ nó mini
Chỗ của em hết mồi luôn. Nhét dài gãi hết mồi. Đó, anh chỉ lên nè mọi người. Cây này nhỏ hả? Cá không bự. Cây này cá không bự. Để mình nhấm nhấp chút xíu nữa rồi nếu mà không ổn cá nhỏ quá thì đổi cây nha mọi người. Đổi cây về rồi. Hết mồi gì? Cây em hết mồi, để thay mồi đi em câu coi. Mấy rảnh canh hay, hay lắm nha mọi người. Xuống mấy dưới rồi. Trời ơi, hay thá, bỏ xuống đường quốc, bỏ xuống đường quốc. Chủ có một bữa thế nha. Nhưng mà anh sĩ nó về cá mini không mọi người. Cá này về chiên giòn. Giật này giật cho đã tay chứ. Hai bị câu cá ghiền, câu cái bông này là mê lắm mọi người ơi. Đó, ba em. Mồi thì bao luôn. Nó nó. Cầm 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 dễ. Cầm cầm. Đưa lên dễ lắm. Để nè. Em không dính thôi, dính còn bự nên chỉ còn nhanh chỉ. Ô con này sao rớt được. Đó, đá cho mọi người. Chịu khó quăng hơi xa xa ra mọi người ơi. Ở trong này nó hơi nhát nhát rồi. Tính tính đi và nhìn nó ăn mạnh lại ha anh chị. Gơm rồi. Làm như nãy vậy. Ghe nó chạy động. Rồi, mất mồi, mất mồi. Ghe nó chạy động là gì vậy? 3 lâu trước có đá giá xong giá kiểu quá. Cái nhỏ nhấp không à, cái nhỏ nó nhấp không à. Không mấy ta. Anh thấy, anh thấy. Trời ơi. Mình vừa thấy anh chỉ lên liền. Trời ơi, đâu ăn trong đó vậy, tiếc ghê. Lo nhịn cá anh sĩ không ăn cá mình. À, cá anh sĩ nè mọi người bỏ tốt ngoài nó không chịu ăn, đem vô trong ăn. Cá lên đúng không, ác thiệt. Câu này chắc phải chơi cái cần 4,5 m anh chị. Dài mọi người. Dài văng xa cá nó không nhát. Cá gì nó ghĩa gì không làm sao. Mang chạy sao nó không có kéo phao đi ta. Hồi nó nhấp nhấp thì chắc em giật luôn anh chị. Vừa tính dở lên. Không cầm cá. Vừa tính dở lên luôn. Hàng mini game. Đó, mở đi. Nếu mà đúng một cái rảnh đó mọi người là nó đớp liền vậy đó, đớp là nó kéo liền, nó mê hàng hơn cá rô luôn. Ủa có một cái rảnh bự cục quá trời. Anh thấy nó móc 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 mồi mồi mồi
mình đổi cây nha mọi người. Giờ cho anh Sĩ dính leo vào đó anh cầu mọi người, còn mình thì mình ngồi đây. Đấy, ngồi đây cá đi các bạn, ụt cũng bự lắm nha, nhưng mà không biết nó ăn hay không nữa nè. Cá nó lên bự bự không, trời ơi em bỏ nước sâu không anh Sĩ? Ừ, vừa nói cá bự. Bự liền anh Sĩ. Quăng quăng cần, quăng cần, quăng cần. Giải đi, giải đi. Quá im mọi người ơi. Mình mở ra cái nha mọi người. Nó ăn kìa. Quốc coi nè, biết coi nè, nó biết ngay mưa. Dễ ăn luôn mọi người. Câu cá rảnh nó dễ ăn hơn cá rô nữa. Xích vô đây con ơi. Đã mọi người. Nãy giờ cũng chưa được mấy con nào khủng quá khủng nha. Xuống cần mọi người ơi. Chết mọi người coi gì vậy. Xuống được 2 cần luôn mọi người. Rồi xuống nha. Ăn con Sĩ tức rồi. Quên là món cục mồi bự quá anh chị. Nóng quá. Thôi anh chỉ lên kìa. Thôi mình hết mồi rồi. Đúng cái rảnh nó quất liền nha mọi người. Chạy ghê chị. Có sảy lắm. Đó, nè mọi người ơi. Cái chuột. Có rột. Ê giỡn. Rồi, đi vô luôn đi. Xíu nữa bài xong rồi. Không vậy. Tại bây giờ cái mỏ mềm quá. Nắm mình quăng dưới lên đây. Nốt nắm cá. Trời ơi, chị ấy. Đúng chứ. Anh Sĩ nó gì hay ta.
Dịch con nào nóng răng nước luôn hả? Lưới cá này bự cá ngoài kia. Đó, chỉ lên cá đã ghê mọi người. Ủa hay ta, lại bữa này hơn 2 con rồi. Chỗ này bự cá cây cây này à, cây mới nha mọi người. Cá này nó hơi to to hơn nữa. Thấy, thấy. Làm như trúng. Trúng luôn. Ôi, cho nó vô đây. Chị trúng luôn á mọi người. Ôi, chị đây là được 3 con rồi nha. Ồ, cá đã mọi người. Lại cái này hạp cái gì? Cái này hạp với anh Sĩ hay sao? 3 con rồi. Lúc mới giữ mồi lại ăn quá trời mà. Cùng cũng dính. Hợp tôi lấy lâu lên. Hợp tuổi chứ cũng lâu lâu mới cho em con. Anh lên đi rồi gỡ xuống luôn. Cá đã. Con cá này dài dài nhìn giống cá cóc ha. Mà thấy không phải nha mọi người. Con bên đây thì tầm thử con có mày dảnh nó bự không? Nè. Nó nhỏ. Mà cái góc này nó hơi. Cái góc nó hơi chật. Khó lấy lên nè mọi người. Tên hàng nè anh Sĩ ơi. Đổi góc vậy đó. Lên. Câu cái dẫn này về bữa kia tôi dẫn đi câu dẫn trong bỏ cái gu luôn. Chưa. Đó, nè, nhìn nè, ôm ôm trong cá cốc nè. Làm cái này kiếp nạn tam tài của cái mấy cá rảnh rồi. Câu cá rảnh đã mọi người. Bỏ xuống Trung Quốc, bỏ xuống Trung Quốc. Mắc rưỡi luôn ha. Không có gô, gồm cơ keo này mắc rưỡi luôn ha. Chị hình cái dảnh xé bạc. Em hình cái gì nghĩa giật 2-3 lời không dính luôn. Tập tè tè đi. Sao rồi? Trời ơi. Nãy khi mình cái nái rồi nè. Ôi nãy giờ anh chỉ hình cái to không ta. Cái này hả bộ, cái này hả? Cây này hợp tuổi anh. Dạ. Ơi. Sơ lược nha mọi người. Một xô rồi nè. Còn hết cây này để về luôn rồi đã.
nó. Ý, đó nè. Lên hàng anh sĩ ơi. Quằn cần. Cần carbon mới nó quằn dữ dằn lắm mọi người. Trời ơi, mém sức mép luôn rồi. Cá đang ăn ngon ghê, vô tới chạy ngang mọi người ơi. Thường thường nó chạy vô đó, cá nó hay gì nhát lắm. Ý lớn nè, vừa nói nhát nhát thì con cá này nó lại vô. Đứng gì rồi? Mini mini. Okay. Nhỏ nhưng mà ngon nha mọi người. Tha chưa à? Hoa. Lên nè. Ủa anh sĩ cũng lên nè hả? Đợi em, đợi anh sĩ. Hai người cùng lên cho nó vui. Ôi con anh nhỏ con em. Yêu ngon chút em. Từ từ cầm đây. Hai con. Yêu mày chút. Làm được hai con luôn nha mọi người. Cho gỡ hai cặp luôn. Đó. Thôi nghe điện thoại đi. Em bỏ lại đây coi. Hết đâu rồi, nãy giờ câu cái chục con rồi mà. Rồi thôi rút về mọi người. Cá gì ghẻ nè. Rút về mọi người. Đủ ăn rồi. Ba cây hay mười mấy con này, cây chục con mấy gì kia. Thì cũng có chơi chắc khoảng gần 20 con đó mọi người. Rồi về mình quay lại thành quả cho mọi người xem nè. Cá rảnh mà, rảnh nào bé gì thôi. Mới đầy tư hẻo trơn. Rảnh đâu nào sống được. Giờ thì hai anh em mình về tới nhà nha mọi người. Tổng kết cái kết quả cho mọi người xem nè. Không còn nào sống rồi hả? Trời ơi, đâu nó nhỏ. Còn cá lăng còn chưa chịu không nổi. Cá lăng với đầu sói lừa rửa nó cái này vậy. Ba ký cá nhiều lắm chứ đâu hết. Ba ký đâu có rảnh phải chịu nha mọi người. Nó lên nước hồi là nó đi hết. Có gì đâu có câu lâu được. Con này là to. Mình không đếm được đây luôn. Có lớn có nhỏ nha. Có anh sĩ nãy câu mò còn trái hê đó không dính được con cá lăng nữa. Mấy con này mới nè mọi người. Mới mà cũng đi luôn.
như đây chắc khoảng hơn 2 kg ạ. Nặng nha. Ôi chắc hơn 3 kg á, nặng lắm nha mọi người. Rồi mình kết thúc video tại đây mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye.